Bảo cảm ơn quý khán giả thân mến của đài truyền hình BWN. Hôm nay Bảo rất là hân hạnh được trở lại với chương trình Đầu tư cùng Bảo Trần. Và trong phòng thâu của đài BWN hôm nay là Bảo có một cái người speaker mà cũng mới vừa cùng với Bảo trong cái buổi câu lạc bộ đi ốc của người Việt tại Houston vừa rồi, mới đây đến đây để có thể chia sẻ một số cái kinh nghiệm và kiến thức của hai vợ chồng cô. Thì quý vị cũng biết là Bảo mỗi tháng chúng tôi có một cái buổi gặp mặt của một số anh chị em thích, các cô chú cũng được, thích về đầu tư địa ốc, thích về cho mượn tiền để đầu tư, muốn tìm hiểu về làm sao để đầu tư một cách an toàn trong cái thị trường hiện nay. Thì mỗi một tháng về chúng tôi gặp nhau một lần, tháng này thì vào ngày 29 tháng 3 và tháng sau thì chúng tôi sẽ gặp nhau vào ngày 26 tháng 4. Và chúng tôi rất là vui khi mà có sự có mặt của một số cái người speaker có tiếng trong cộng đồng Mỹ. Và lần này là có cô Shinoa Grove. Quý vị cũng biết là cô đã đến đài BWN một lần rồi trước đây, và chồng của cô là anh Phil Grove cũng đã đến đây. Họ rất là thành công trong cái thị trường đi ốc trong vòng một thời gian rất là ngắn, chỉ 10 năm vỏn vẹn hơn, là anh chị làm hơn 1.200 cái real estate deals, là có nghĩa là một cái deal, tức là một cái nhà mua đó quý vị ạ. Thì anh chị làm rất là thành công, và anh Phil và chị được mời đi khắp nơi ở trong nước Mỹ để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của họ, và có rất là nhiều người theo họ để học hỏi. Và họ là một cái người bạn của Bảo, cũng là một cái người coach trong cái công việc mà đầu tư đi ốc của Bảo. Thì Bảo rất là vinh hạnh để có dịp có họ ở đây để có thể chia sẻ một số cái kiến thức của họ đối với những cái khán giả của đài BWN. Shinoa, please introduce a little bit about yourself and what we have done today. Okay. Well, Val, first of all, thank you so much for having me, and thank you guys for tuning in. I'm very honored to be here with Val Tran, who's such an important member of the community and does so much to give back. My name is Shinoa Grove, and I invest in real estate all over the country, but really specifically here in Texas. And my husband Phil Grove and I have done over 1,200 real estate transactions together since we started investing just over 10 years ago. And Bao is one of our top students and really knows the local Houston market. And we're here today to talk about that and how to be successful as a real estate investor. Thank you for having me. Thank you, Shinoa. Cái câu đầu tiên mà Bảo muốn hỏi chị là về cái vấn đề mà mua và bán đi ốc, mà làm sao lúc mà mình sửa chữa này nọ để có một cái giống như là một cái sự an toàn. Tại vì đồng bào, mọi người trong cái cộng đồng chúng ta là rất là thích là mua rồi bán, sửa bán, nhưng mà chúng ta thường không biết là làm sao để cái lúc mà mình mua một cách giống như là mình mua vào, làm sao mình sửa để vừa cái việc để mình sửa để mình có thể bán lại một cách giống như là có lời. Thì Bảo sẽ hôm nay sẽ xoáy trọng vào những cái vấn đề đó để hỏi cô. Và trước tiên thì Bảo muốn hỏi cô về cái vấn đề là cái market của Houston mình như thế nào theo cô nghĩ để có thể làm cái việc đó nha quý vị. I just introduced my audience about what I'm gonna talk to you. Okay. And stuff like that. And my first question is that, like, what would you think about the Houston market at this time? The Houston market is one of the top markets in the entire country, if not the top market in the entire country. And that's defined by having 33 consecutive months in a row of year-over-year volume increases in terms of the number of single-family sales, and 33 consecutive months in a row of year-over-year price increases in terms of median and average price. There's only 2.6 months of inventory in today's market, so it is moving fast and is a great time to invest in real estate here. Thank you, Shinoa. Thì chị nói rằng là ở Houston mình là một trong cái thị trường, cũng có thể gọi là một thị trường mà là mạnh nhất của nước Mỹ mình. Mình tăng trưởng liên tục 33 tháng, gọi là không nghỉ, gọi là cứ tiếp tục tăng trưởng. Và cái inventory là cái lúc mà mình cái nhà mà có để có thể bán ra thị trường đó, nó chỉ có chừng 2.6 tháng là có thể bán được cái nhà ra thị trường. Cái đó rất là nhanh quý vị ạ. Có nghĩa là quý vị vừa đưa lên là nó đã đi rồi. Rất là cái market rất là mạnh.
Do you know why it is that hot in Houston? it's a great economy, really. That's where the fundamentals lie. The job market is doing really incredible here. We've added over 80,000 jobs in the last 12 months. Houston is very affordable in terms of the average price at about $250,000 and the median price at $182,000. And interest rates are low at about 4.3% today. So you combine all of those forces together along with a bunch of pent-up demand, and you are in the situation that we are here now in Houston with a great market. Awesome, thank you. Chị nói là cái market của Houston mình có cái giúp cho cái việc làm đến rất là nhiều. Mình tạo hơn 80.000 cái việc làm gần đây. Và cái nhà ở đây thì rất là affordable, là rất là dễ mua. Mình có thể mua cái giá trung bình là khoảng 160.000. Và cái interest là cái tiền lời hiện tại rất là thấp, khoảng 4.3% mà thôi. Nên rất là nhiều người muốn mua nhà, và khi mà người ta từ cái tiểu bang khác đến qua đây thì người ta cũng muốn có sở hữu riêng cho ta một căn nhà, bởi vì cái nhà giá rẻ và cái tiền lời thấp. Đó là cái một trong những nguyên nhân chính. Thank you. So for like people who are like Vietnamese people, they love to buy and fix it a little bit and sell it, like, you know, we say rehab the right. house and stuff. What would be the recommendation for them not to lose money on that? Yeah. Well, Bao, I think you've just identified the number one goal as a real estate investor, which is not to lose your principal investment. You have to be very focused on that, and for a lot of investors, they end up losing their principal investment because they don't make the right offer on the house based on what it will ultimately sell for, the after repair value, or they don't figure the accurate repair cost, so that they maybe overspend their budget and end up having more into the property than what they originally thought. Thank you. Chị nói là cái không bị mất tiền là cái number one, là cái việc mà quan trọng nhất của một cái người đầu tư. Tại vì mình đã đầu tư thì mình không muốn mất tiền. Nó chưa nói là mình sẽ kiếm tiền nhiều, là thì mình đầu tiên là mình phải đừng có bị mất tiền trước cái đã. Thì cái đó mới gọi là an toàn. Và sau đó đó là mình phải hiểu là làm sao để mình đừng có offer, có nghĩa là mình muốn mua một cái căn nhà mà mình phải trả cái giá mà nó không có đúng theo cái ý của mình, hoặc là cái ý của cái người mua sau này, có nghĩa là cái market lúc đó như thế nào. Mình phải biết cái cách offer cho nó đúng, rồi mình phải biết tìm hiểu cái cách làm sao để estimate cái giá mà sửa chữa cho nó thật chính xác càng tốt. Tại vì khi mà mua nhà thì quý vị cũng biết là mình có cái giá sau bán được là bao nhiêu, rồi cái giá sửa là bao nhiêu, và cái giá mình mua là bao nhiêu. Thì cái đó phải mình phải biết rõ những cái con số đó để mình có thể mua, để không bị mất tốn tiền. So for a like an investor who just bought a house, what should they, like, let's say they already buy the house and then they have to deal with the contractor, right? Is there any hint or any recommendation for like those people about dealing with the contractor? Sure. And stuff like that. Yeah. So managing the contractor is one of the absolute key pieces to having a successful project, because ultimately at the end of the day, they're going to make or break you with the repairs that they do. Are they of high quality, and do they do your project on time? My husband and I always joke about contractors that you get good, cheap, or quick. Pick two. So you can't always get all of those things all together in a single contractor. So you have to very carefully manage the contractors to make sure that your project doesn't go dark, meaning that someone is there working on the project every day, number one, and number two, that you have a very good and strong and thorough scope of work of what the project should look like and what the project will have an end result of when everything is done. That's going to give you your biggest advantage in having a successful rehab that finishes on time. Cảm ơn Shino. Thank you, Shino. Chỉ nói là cái khi mà mình làm việc cùng với là một cái người contractor đó, thì cái người đó là một cái người mà làm cái
một trong những người quan trọng trong cái việc mà giống như là đầu tư, người đó có thể làm cho mình có thể có cái deal đó, hay là mình họ phá hủy cái deal đó hoàn toàn. Bởi vì nếu mà họ làm không đúng giờ đúng giấc, làm không đúng cái bổn phận của họ, thì mình sẽ mất cái tiền lời trong cái căn nhà đó. Thì có ba người để mình chọn, giống như chị nói là chị với là anh Phil nói là có ba người mình chọn. Một cái người làm tốt là good, một cái người làm cheap là làm quá rẻ, một cái người là làm rất là nhanh chóng. Thì mình chỉ có chọn hai trong ba thì mình không có thể chọn ba cái một lúc được. Thì làm sao để mình có thể có một cái người mà có thể làm tốt với mình, mà có thể làm cái việc trong cái project của mình đó, nó mỗi ngày, và mình phải rõ ràng cái scope of work là những cái gì mà người đó cần phải làm trong cái lúc mà mình thỏa thuận với người đó, đâu đó phải rõ ràng. Thì quý vị nếu mà có đọc cuốn sách của Bảo cũng nói rất là kỹ về cái vấn đề đó, cái đó sẽ làm cho quý vị giống như là bị headache hay không nữa. Và cái việc cuối cùng đó là mình muốn là làm sao cái người đó phải làm đúng cái trách nhiệm của họ, những gì họ bỏ trong cái scope of work đó là họ phải làm cho tới nơi tới chốn. Thì đó sẽ giúp cho cái việc của mình nó trôi chảy hơn, và mình có thể có được cái phần lời khi mà mình làm đúng và làm tốt. Thank you. So if they have a contractor, like for our people, we like to trust on people. You know, we just like, okay, can you see the house and tell me how much it's gonna be? Mm-hmm. And then people say, okay, then can you work on that? Right. So would you recommend them to do that? Or it's really? No, in fact, vehemently no. Nothing scares me more than just having a verbal agreement with a contractor. You've got to get it reduced down to every single element of the project needs to be reduced down into a very thorough scope of work, so that nothing gets missed, and so that ultimately you don't end up getting in arguments with your contractor that might ultimately slow down your project, which might ultimately have you hire someone else and maybe miss your market timing, which is so crucial to get it done quickly to save on holding costs and make sure you hit the market on time. Right. Thì cũng chị Bảo có hỏi chị là chị có nên có recommend, là có đề nghị là mình nói chuyện với một cái người contractor mà mình nói là ok, bây giờ giống như hứa miệng với nhau làm cái hợp đồng miệng mình có nên như vậy không. Thì Bảo biết là người Việt Nam mình hay làm như vậy lắm, nhưng mà chị nói là hoàn toàn tránh. Thì Bảo cũng có viết trong cuốn sách của Bảo rất là nhiều về vấn đề đó, là tránh cái vấn đề đó. Cái gì cũng phải rõ ràng, mình muốn trả cho người ta cái đồng tiền người ta muốn, và người ta cũng phải nên đem lại cái sản phẩm mà mình mong đợi, giống như là một cái việc làm của người ta phải đúng như cái ý của mình. Và giữa hai người nhiều lúc mình nói miệng nhau, cái sự thỏa thuận của mình lúc đó nó không có được giống như là rõ ràng, thì một tuần sau, hai tuần sau, một trong hai người quên. Nhiều lúc mình không có muốn người ta làm cái đó, mà cuối cùng mình đã nói muốn người ta làm cái đó thì cũng không có đúng cho người ta. Và người ta cũng vậy, nếu mà người ta hứa với mình người ta làm cái đó mà cuối cùng người ta nói người ta không có hứa cái đó, thì cũng như là hai người sẽ gây gổ với nhau, nó sẽ dẫn đến những cái việc không tốt cho cái project của mình, và cũng cho cái bản thân của mình. Thì nên mình tránh hoàn toàn cái việc đó là cái điều tốt nhất. Sẵn tiện đây thì Bảo cũng muốn giới thiệu quý vị sơ về cái buổi họp mặt hàng tháng của Bảo cùng với lại những người đầu tư Đề Ốc và những người mà tìm hiểu về cái chương trình đầu tư Đề Ốc hàng tháng. Thì tháng này là tháng 3, thì mọi người gặp nhau vào ngày 29 tháng 3, và tháng 4 chúng tôi sẽ gặp nhau vào ngày 26 tháng 4. Bảo có một cái lời chia sẻ của một số người đến cái câu lạc bộ Đề Ốc của Bảo, thì người ta cũng có một số cái cảm nhận người ta như thế nào. Thì hôm nay Bảo muốn chia sẻ cho quý vị coi một cái lời chia sẻ của một anh là realtor trong cái cộng đồng người Việt của chúng mình. Hello, chào anh Lý, rất là hân hạnh được gặp anh ở cái buổi mà gặp mặt hàng tháng của câu lạc bộ Đề Ốc người Việt tại Houston này. Thì gần đây là lần thứ hai Bảo cũng có dịp gặp anh ở đây. Thì thường thường một người đi mà đi hai ba lần như vậy đó, thì người ta cũng có một cái interest, một cái sự thích thú về cái buổi họp mặt như vậy. Thì theo cái bản thân anh cảm giác như thế nào về những cái buổi họp mặt như vậy, và những cái chia sẻ của những người speaker có giúp được gì cho anh và cho cái business của anh hay không? Yeah. Anh là Lê Nguyễn, đại diện cho CoBanker United ở cái công ty Đề Ốc ở vùng Houston này. Thì trả lời câu hỏi của Bảo là lần này lần thứ hai đi đến tham dự, đi rất là
Trước hết Ly rất là cảm ơn Bảo đã có cơ hội mời Ly tới đây để tham dự. Ly học hỏi nhiều lắm, tại vì nhiều cái mà cái đề tài mà anh em mình nói chuyện trong này đó, thì cho những người cũng như là realtor trong ngành đại học của Ly đó học hỏi nhiều, và đồng thời có cơ hội gặp nhiều mấy cái người bạn mà trong cái giờ ngành địa ốc để tham khảo và hiểu biết nhiều hơn. Dạ, cảm ơn Ly. Thì nếu mà một cái người mà chưa có bao giờ đến đây thì anh nghĩ là họ có nên giống như là check it out, hay là có nên giống như là đến đây để có thể tìm hiểu thêm về cái việc họ đang làm, hoặc là nếu mà người đó không có cái kinh nghiệm về về địa ốc giống như là anh là một người realtor, anh đã từng làm nhiều về cái contract, nhưng mà họ chưa có những cái kinh nghiệm đó, thì cái những cái buổi như vậy có thể giúp được họ hay không, theo anh nghĩ như thế nào? Rất giúp. Mặc dù Ly là ngành địa ốc thì Ly nói Ly dùng cái ngành địa ốc thì nói thí dụ nhiều hơn, nhưng mà nếu mà người mà không có biết cái ngành địa ốc mà muốn tham khảo hay là lợi để học vấn về cái gì ngành, bất cứ cái ngành cũng như là ngành tài chính hay là ngành investment là mình muốn cũng như là tìm cách để hiểu biết nhiều anh, thì lại đây là Ly nghĩ cái chương trình này nó rất là tốt. Tất cả cho mỗi anh em mà có cơ hội đến đây học hỏi, không cần phải là làm trong ngành địa ốc mà học hỏi được. Yeah. Xin cảm ơn Ly. Thì cũng quý vị cũng biết là mỗi một tháng chúng tôi có cái buổi họp mặt một lần như vậy. Thì tháng sau á, buổi mặt vào ngày 26 tây tháng 4, lúc là thứ bảy, cũng từ 12 giờ cho tới 2 giờ. Quý anh em có thể đến đây để có thể cùng nhau gặp gỡ những người giống anh Ly, những người khác trong địa ốc, chia sẻ những kinh nghiệm, chia sẻ những cái kiến thức, và ngay cả những cái deals mà mình có, mình đến đây để mình mua cái deals hoặc là mình bán cái deals của mình có để cho những cái người khác mua. Thì đây là một cái sân chơi rất là công bằng và rất là thú vị, và mọi người cùng giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ. Xin cảm ơn anh Ly rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Thì Bảo trở lại với lại cái cuộc phỏng vấn với lại chị Suna. Thì hồi nãy là quý vị cũng thấy là có chị Suna ở ngay cái bên Van TV với lại Bảo để có chia sẻ một số cái kiến thức mà quý vị cũng đang nghe bây giờ. Thì nếu mà quý vị muốn nghe những cái kiến thức đó từ những cái người mà thành công như lại anh chị ở đây, và những cái người sắp tới mà Bảo mời đến cái câu lạc bộ địa ốc của người Việt đó, thì mấy quý vị đến vào tháng 4 này, vào ngày 26, để có thể nghe và học hỏi từ những cái người mà thành công trong cái thị trường địa ốc này. Và Bảo muốn đặt thêm một câu hỏi nữa là Shinoa, so for people who have like, you know, a little bit of money and want to invest in real estate, there are like a couple ways for them to like, you know, invest in real estate. Like for example, they can lend the money, or they can buy some of the house and rent it out, mm-hmm. or they just buy the house, fix and flip, like fix it and, sure. and sell it. Yeah. So what is the easiest way for them to do, in your opinion? Yeah. Gosh, that's kind of a tough question. but I will say, I think you need to really start with getting a trusted advisor. And I think someone like you and your community and what you know about real estate is definitely the first place to start to get that foundational level information, and then use that to just sort of build a plan so that you know, based on what your goals are, how you can get there. And for some people, the goals may be to buy and hold rental property, which is a great time to buy and hold rental property because we're in 33 consecutive months of property values going up right now, and that's a great position to be in. So holding rental property, doing fix and flips, all of the strategies are working really, really well right now. And there's a lot of foreign investment that's also coming into the market, and you can sell to those foreign investors too and make even more money in some cases, and even with less risk than sometimes doing the projects on your own. But you really start with a trusted advisor. You really start by being a student of the market, and then you just take it one step at a time as you go through the process. Get your numbers right, know your numbers, and do your analysis, and spend time with the right people. Right, thank you. That's like mostly for the active people, but if they are a little bit passive, they can lend it out and make good money too, right? Sure, sure. There's a lot of money on the sideline right now waiting to invest in something, and CDs and savings account, they're not really yielding a very high rate of return. But if you invest your money in someone like Bao, who knows the market and who has the deals and the opportunities, you can get a much higher rate of return than you can in any of the other markets you can
can put your money in, and you're investing with someone who actually knows the market really well and can help you gain even more interest and make even more money, even just investing passively, which is a nice way to be a real estate investor. It's even better than the CD. Yeah. 10 times or more. Sure. Yeah. Thank you. Thì chị mới nói là nếu mà quý vị là một cái người mà đầu tư mà gọi là muốn active á, là quý vị phải là một cái người học trò của cái thị trường, có nghĩa là mình phải hiểu được cái thị trường như thế nào. Hiện tại thì 33 tháng cái giá thành nó tăng lên thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà trong cái lúc này á, là cái lúc mà rất là dễ cho tất cả mọi người trong chúng ta có thể trở thành landlord, có nghĩa là mình mua để mình cho mướn, hoặc là mình muốn fix and flip, là có nghĩa là mình mua rồi mình sửa mình bán, hoặc là mình làm bất cứ cái gì với lại Đề-Ốc, thì mình cũng nên làm việc chung với những cái người mà có kiến thức sẵn, tại vì những người đó sẽ giúp mình không có mất tiền. Cái quan trọng là làm sao để cái tiền của mình nó an toàn, và cái tiền lời tất nhiên nó sẽ đến, tại vì khi mà mình đã an toàn thì cái market nó sẽ giúp mình kiếm tiền được nữa. Và cái đó là cái điều chị giống như recommend, hướng dẫn. Và nếu mà quý vị cũng biết đó là có rất là nhiều người có tiền trong giống như chị nói là cái tiền nó nằm ở sideline, là có nghĩa thí dụ một cái là ở trong cái quỹ hưu trí của mình, nếu mà mình biết dùng những cái đồng tiền đó để đầu tư Đề-Ốc, hoặc là mình có những cái đồng tiền mà để không á, thì mình cũng có thể dùng vào cái việc đầu tư Đề-Ốc thay vì mình cho vào CD hay là những cái nơi khác để nó không có cái tiền lời mà như mình mong muốn. Thì cái đó là những cái mà lời khuyên của chị. Và cuối cùng á, thì Bảo muốn hỏi chị rằng á, Bảo biết là hôm nay chị có một cái event. I know that you have the event today. Yes, it's like do, three yeah. days event. Yes. Where is it, and is it still tomorrow that yes, people can come and check it's tomorrow out? As well. Yeah. It's at the DoubleTree by Hilton on Westheimer. I want to say it's 5353 Westheimer, okay. Really close to the Galleria. Okay, yeah. Cái event của chị nó rất là gần ở Galleria. Nếu mà quý vị có thể lên website. Is it shown on your website? It is. Yeah. You can find it at Rhea Houston or at the Houston meetup site, meetup.com/Real Estate Investor Association Houston. Yeah. Chị cũng có một cái meeting 3 ngày. Thì hôm nay là ngày thứ 2. Có cái còn it's still up until tomorrow. Yeah. Absolutely. So nếu mà quý vị muốn tìm hiểu và học hỏi thêm ở chị và chồng của chị là anh Phil, thì quý vị có thể đến cái buổi đó vào ngày mai. Tomorrow it starts at 9 o'clock? 9 to 6, yes. 9 to 6, yeah, okay. So quý vị còn giờ rất là nhiều để quý vị có thể chuẩn bị. Và Bảo cũng, thời gian cũng không còn cho phép nữa, thì Bảo cũng rất là vui và hân hạnh được có thể tiếp chuyện cùng quý khán giả của đài truyền hình BQN. Và hy vọng là trong thời gian tới Bảo còn gặp gỡ nhiều quý vị ở cái buổi họp mặt của câu lạc bộ Đề-Ốc của người Việt. Và như Bảo đã nói là cái buổi sắp tới là vào ngày 26 tháng 4 này. Bảo rất là cảm ơn, và Bảo muốn để cho chị gửi lời chào quý vị. Can you please say bye to our audience? Thank you so much again, Bao, for having me, and thank you so much for tuning in. And good luck in your real estate investing. You've got a great resource right here in your community with Bao, and have a great day. Thank you. Bảo cũng chúc quý vị có một cái buổi cuối tuần thật là tuyệt vời, và hẹn gặp quý vị vào chương trình Đầu tư cùng Bảo Trần kỳ tới. Xin chân thành cảm ơn.